Đây, cái sản phẩm như thế này, F013. Cái sản phẩm này thì cái thành phần của nó thì hoàn toàn an toàn. Và mình đang thực hiện là test thử ở trên cái thang máy của tòa nhà 5A. Mọi người có thể xem là cái hiệu quả của sản phẩm này như thế nào nhé. F013. Bên kia nữa, xong. Từ từ lau đó. Để trong một lúc xong rồi mình lau. Quá. Thế là chắc ăn mày. Ôi giời. Tất nhiên rồi. Ngon lành cái nào ok. Đúng không? Hết chưa? Hết luôn. Ok con mèo đen. Phải nói với cháu thì cháu mới biết. Chú biết đâu. Ôi giời, hoành quá. Vẫn bao nhiêu sức khỏe. Vết băng dính mà lâu ngày thì mọi người cần phải thực hiện là để trong vòng độ khoảng từ 3 đến 5 phút để cho cái vết bẩn đi ngay lập tức nhá. Mọi người có thể xem qua video. Đấy, hình ảnh vào chụp gửi luôn. Mục tiêu 5A. Đấy, đôn. Trước đấy thì nhân viên thì đã thực hiện là tẩy bằng xăng, tuy nhiên là hiệu quả nó không được ok cho lắm và đã thử thực hiện bằng cái sản phẩm này.